Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay Ngọc sẽ quay cho mọi người xem là một ngày của Ngọc sẽ diễn ra như thế nào. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 49 phút sáng. Ngọc dậy lúc 7 giờ sáng. Tại vì hôm nay Ngọc có một cái livestream vào lúc 8 giờ sáng, nên là phải tranh thủ dậy sớm để tinh thần mình mẫn lên mình livestream. Và cái livestream này á, là nó diễn ra có khi là ngày này nghỉ, ngày này like, ngày mai nghỉ, ngày mốt like, buổi kia nghỉ, chứ mình không có like mỗi ngày các bạn. Thì đó, 8 giờ là cái giờ mà Ngọc hay livestream nhất ở trên cái kênh Facebook của Ngọc, nên là nếu như mà mọi người muốn gặp Ngọc trò chuyện đồ này kia trực tiếp trên livestream thì có thể đăng ký vô cái trang Facebook của Ngọc ha. Thì chồng Ngọc á, ảnh cũng dậy vào cái giấc này, nên là anh đã set up hết tất cả mọi thứ, giống như cái livestream thì có cái bàn nè, cái ghế để Ngọc ngồi nè, chọn cái góc để mình ngồi ở đằng sau cho nó đẹp nè. Bây giờ là không khí của Noel nên Ngọc sẽ chọn góc ngồi đây. Đây là cái máy thường thường để Ngọc dựng cái điện thoại của Ngọc lên. Rồi đây là cái thùng đồ tất cả những món hàng mà livestream đó. Đó, để lên đó hết để mình livestream. Mẹ Ngọc thì cũng đã dậy rồi đây để chuẩn bị đồ ăn cho Ngọc để livestream. Chào đại gia đình mình đang xem live nha. Không mẹ, này là ngày quay phim, con quay cho mọi người coi một ngày của mình như thế nào á mà. Mẹ Ngọc tưởng Ngọc đang livestream, bạn coi nè. 7 giờ mấy, 8 giờ thì nói chung là cũng thời tiết cũng chưa có sáng gì mấy ha. Mà nghe tiếng chim hót không? Ồ, ngoài đó có trái đu đủ, có mỏ dịch luôn rồi kìa. Quá trời ơi, tiếng chim hót không? Dạo này là mùa đông nên là gia đình thường sáng dậy mở cửa hết ra, tắt máy lạnh để cho không khí nó vô. Rồi đây nè, em chay chay nè, còn có 5 phút nữa là em chay chay phải dậy đi học rồi nè, ông bà cô chú nè. Rồi đó, giờ này mà còn say giấc nồng nữa đây. Chuẩn bị 5 phút nữa, 5 phút nữa phải dậy đi học rồi, nghe chưa? Để hung bính nè, hung bính này lại tim mày. Hung bính này lại tim mày. Ủa trời ơi, vàng ấy. Vàng dậy đi học với Vàng ơi, vậy là vừa rồi đó Vàng. Vàng ơi, say sưa giấc nồng nữa. Vàng, Vàng ơi Vàng, Vàng. 7 giờ 53 phút, bây giờ Ngọc sẽ nhắn tin cho chị Ngân. Để cho chị Ngân mở máy tính ở bên Việt Nam lên thì bắt đầu livestream. Em chuẩn bị like nha. Lúc nào cũng vậy hết. Thì khi mà lấy những cái đơn ở bên Việt Nam thì chị Ngân có một cái máy tính. Thì khi mà khách hàng mà mua hàng trên livestream mà để ra số điện thoại thì chị Ngân sẽ ngồi in tất cả những cái số điện thoại đó ra, những cái comment đó ra. Rồi cái sáng hôm sau nhân viên vô làm việc thì phát cho mỗi nhân viên một cọc đơn mà khách đã mua. Khách đã để lại số điện thoại thì mỗi nhân viên sẽ gọi khách từ sáng cho tới chiều để xin cái địa chỉ để ship cái món hàng đó cho khách. Đây, đồ ăn của bà ngoại đây. Cái này mới được đồ ăn sáng nè. Những món ăn còn dư lại. Nhìn hấp dẫn chứ bộ. Rồi bây giờ mình sẽ để cái điện thoại ở đây để bắt đầu làm việc. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Wow, hồi bữa là livestream cái bị out ra ngoài, hôm nay không biết livestream có bị out ra nữa không. Để hôm nay thử lại lần nữa coi, hồi bữa là livestream là 3 lần cứ được mười mấy phút là tự nhiên cái nó tắt. Thì mọi người cho Ngọc xin một cái like, một cái chia sẻ nha mọi người ơi. Xin chào Tường Vi nè. Đúng rồi. Xin chào Lan Lan nha. Chào Tâm Vương. Hello mọi người. Rồi, cái viên uống chống rụng tóc bên em á, một hộp như vậy là gồm có 60 viên. Mỗi ngày mình uống 2 viên. Nếu như mà mình gội đầu mà mình thấy tóc nó rụng quá nhiều ha, mình chải đầu mình thấy là trong cái lược tóc mình rụng ở trong cái lược có cực kỳ nhiều, thì mình thử sử dụng cho em cái viên uống chống rụng tóc nha. Cái viên uống chống rụng tóc này một hộp là 77 một hộp là 60 viên, uống được mỗi ngày 2 viên là uống được 30 ngày. Chị Lê Lan Oanh Vũ muốn mua nhiều hoa ngày tây cho em xin số điện thoại nha. Thưa mọi người ơi, livestream xong, hiện tại bây giờ là
9:20 ha. Thường thường thì Ngọc livestream thì vòng vòng cỡ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi trở lại. Còn nếu như mà hứng lắm á, thì thường tiếng 45 phút, chứ ngồi mà livestream mà nói trong vòng xuyên suốt tới 2 tiếng ngồi nó không nổi. Thật sự rất là thích ngồi livestream khi mà livestream ở Việt Nam, tại vì có chị Ngân á, mình khi mà mình ngồi livestream chung với nhau, có được con cái Ngọc với chị Ngân tương tác rất là phối hợp rất là nhịp nhàng. Thí dụ như cái người này mệt là cái người ngồi bên kia biết liền, là bắt đầu xông vô phụ đó. Livestream là nói mà, chứ không lẽ lên rồi cứ ngồi vậy rồi khách hàng coi mình thôi sao? Mình phải nói, mình phải giới thiệu sản phẩm. Livestream xong, cái điều đầu tiên Ngọc sẽ làm đó là thay ra cái bộ đồ này. Ai nói gì nói chứ đây là cái bộ đồ mà Ngọc yêu thích nhất. Không có cái gì nó thoải mái bằng, mà không có cái gì mà nó đã bằng cái này hết trơn á. À, ủa đây nè, bây giờ là livestream xong á, là điện thoại sẽ gọi liên tục. Để tại vì khi mà mình livestream ở trên video, khách hàng cho số điện thoại mình á. Dạ, alo. Chào Hòa, good morning babe. Dạ, em chào chị Linh. Cho chị hỏi cái mà cái nhị hoa nghệ tây á, em bán là em bán sao ạ? Cái hũ nhỏ hay hũ lớn nào? Dạ, nhị hoa nghệ tây thì em chỉ bán có cái hũ trong 2 gram thôi chị. Cho chị hai hộp được không? Dạ được. Rồi cái tiệm nail của mình cũ đây phải không chị? Đúng rồi Ngọc. Rồi ok, để có nếu mà chồng em mà chút nữa anh có đi ngang qua ấy, rồi em cho anh ghé đưa cho chị luôn ha. Ok, ok Ngọc. Dạ rồi. Ngọc. Em cảm ơn chị nhiều. Ok bye. Bye chị dạ. Đó, khách hàng mua hàng đó. Rồi cái bây giờ Ngọc sẽ dọn hết đồ này vô đây. Đồ đạc còn bừa bộn nên nằm ba cô chú nè. Đó, cái máy livestream này nè. À, tới đây là cũng chưa, mới chưa tắt luôn nè, bấm nè. Đó. Đây là cái trang Facebook của Ngọc nè. Nếu như mà mọi người mà muốn vô để coi Ngọc livestream á, nhớ là cái trang có dấu tích xanh nha, hồi family. Đó, có để hình ảnh rồi này kia nè. Tất cả những cái bài đăng ở trên đây sẽ tới của bà ngoại, hay là video gì ở trên đây là có đăng đầy đủ hết trơn. Đó, livestream của Ngọc mới vừa live xong nè. Rồi bây giờ là đồ đạc gom vô, gom sản phẩm bỏ vô đây lại, chừng nào nay mai gì có like nữa thì có hàng có đồ. Đồ nào mình xài thì riêng, còn đồ nào livestream là riêng, để cho nó dễ. Tiếc chê hồi nãy không có quay cho bà cô chú coi được, con chay chay nó dậy nó đi học á, mà bận livestream mà còn nó sùm nữa kia, nên là không có quay bằng cái máy này cho bà cô chú coi được. Là con chay nó ngồi nó livestream với mẹ nó ăn uống chung. Tại nó thấy Ngọc đang livestream á, xong rồi cái đi học rồi, ba chở đi học rồi ba mới về tới nhà đây. Chồng Ngọc á thì bây giờ anh đang ngồi làm một cái số công việc cần làm, ngân hàng rồi xe cộ, cho khách mướn, hoặc là những cái món hàng trên Amazon, rồi còn những cái stock trên đó. Nói chung là đủ những cái nhỏ Ngọc á, là nói chung Ngọc là người lo hết về tất cả các mảng mà làm video kinh doanh, giới thiệu mặt hàng tới khách hàng. Còn tất cả những đằng sau là ảnh hết, chứ còn Ngọc không có làm mấy cái này. À, ông ngoại thì ngồi đây cả nhà. Uống cà phê với lại coi điện thoại. Góc này là góc gia đình yêu thích nhất nè. Bây giờ Ngọc ấy thì để trả lời điện thoại với khách hàng, nói chuyện điện thoại với khách hàng thì Ngọc cũng sẽ ngồi ngoài đây. Một là Ngọc ngồi cái ghế này, hai là Ngọc ngồi cái ghế ở bên này. Ngồi đây mát. Đó, cái thích để chân lên đây. Đó, nhìn cái cảnh ra cái cây bông giấy. Đẹp không? Bắt đầu trả lời điện thoại với khách hàng. Những cái tin nhắn mà khách hàng để lại đó. Rồi cái có những lúc thì ông ngoại sẽ gọi điện thoại. Nay là ba có gọi điện thoại cho bên Sình Bali chưa? Có. Sáng nào cũng vậy. Sáng ở đây thì là tối ở Việt Nam, nên là cứ gọi điện thoại gì cho bên Sình với Bali. Coi tin tức, uống cà phê, đi vòng. Thế đợi Ngọc livestream xong có công việc gì, Ngọc nói là hôm nay là làm gì thì cả gia đình mình sẽ làm cái đó và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cái đó. Thật sự là cái cảnh buổi sáng ở trước ở đây các bạn tuyệt vời. Ngồi ở trong đây nè, nó mát, nắng đâu chiếu đâu hay không. Mát rượi luôn, gió thổi. Ông bà cô chú coi gió thổi mà gió lung lay nè, đó, gió lung lay cành cây nó quất vô đầu nè. Mát dữ lắm. Đó, nhìn cái đó nó đang lung lung lay là biết nó gió hiu rất là mát. Ba sụn ha, ba sụn rồi ok rồi. Một serum nhị hoa nghệ tây chay 30ml. Hello mọi người ơi,
Thì bây giờ tới giờ này là tại vì một chút xíu nữa là phải đi công chuyện. Thường thường á, hiện tại bây giờ mới có mấy giờ? 10:30 sáng à. Mẹ lấy serum, một serum gì qua đây nè. Một serum thôi. Thường thường á là tới 1 giờ Ngọc mới bắt đầu làm pack order. Nhưng mà hả, chút nữa là phải đi công việc sớm. Nên là hả, bây giờ phải làm order chứ còn không mấy là chút nữa không có gì. Tùy theo cái ngày mà mình làm order. Trễ hay muộn, nhưng mà đây là cái giờ mà mình sẽ làm order trong ngày hôm nay. Rồi, bây giờ là tới mấy con Huggy Wuggy. Một con Huggy Wuggy màu xanh, một con Huggy Wuggy màu hồng. Là hai con á. Vậy là đi Quynh làm con màu xanh màu hồng các bạn. Còn mấy cái này là chồng mà Quynh làm xong rồi nè, mấy con Huggy Wuggy này. Oh, this is have no label. Rồi bây giờ cần thêm một cái thùng nữa. I need another big box baby. Cần một cái thùng nữa để đựng hàng tiếp à đây nè. Rồi thêm hai con Huggy Wuggy màu xanh nữa. Một hộp đó hả? Dạ, yeah, cái này là màu xanh màu hồng và thêm hai con màu xanh. Rồi bây giờ hai order nữa riêng với nhau, hai con màu hồng. Oh. Amazon mới vừa ship tới cái case điện thoại. Chút nữa mẹ quên nữa, chút nữa đi mua giùm cho chị Ngân cái điện thoại luôn nha mẹ. Hồi tối này chị mới nhắn con mà bữa giờ nấu hoài mà chưa có thời gian đi, vậy là chút nữa mình đi hai mẹ con mình sẵn ghé mo mua điện thoại luôn ha. Không hai ba chị. Không hai ba đó, đó. Hồi tối này con mới vừa order cái sáng nay Amazon đưa tới này, mày thấy Amazon lẹ ghê không? Bởi vì người ta thích nó là như vậy đó. Ok, một con màu hồng nữa. Rồi. À, cái thẻ này em chặt được rồi nè. Rồi, bây giờ chị nhắn giùm cô cho em qua tên với lại địa chỉ của mình ha. Từ 3 cho tới 5 ngàn chị nhận được nha. Ok rồi, cảm ơn Bảo Ngọc nhiều. Rồi, em cảm ơn, em chào chị. Rồi, dạ. Rồi, ba Bảo Ngọc. Chị này chỉ mua 2 nhị hoa với lại 3 sụn vi cá mập nha ngoại. Rồi ông ngoại, giờ là đem đi cất cái thùng này nè. Rồi đó, ấy là bây giờ 10:45 là bây giờ phải có công việc là phải đi rồi đó, là hẹn đúng hẹn mưa ba ấy nè. Rồi tất cả mọi người thay đồ, boom, bà ngoại đã thay đồ. Ngọc, boom, đã thay đồ. Đi thôi. Cầm đem này ra hết giùm con, để con mang cái đôi dài vô cái đây. Coi đa này hả, nắng nóng lắm nên là phải mang dài chứ còn không á là cái chân đen thui luôn á. Ôi chắc bữa nay mang đi, mang giờ này đi. Đó, ông ngoại là đang phụ là đem thùng đồ để ra nào các bạn thấy không, mỗi người có một công việc. Đã đi, can you help me out? Đó, mang đôi dép này nhưng mà vẫn phải mang vớ vô chứ không là cái chân hả nó đen thui luôn á mọi người. Chồng Ngọc đang mang giúp đem giúp cho Ngọc. Lâu quá rồi không có quay cho mọi người xem có một ngày của Ngọc như thế nào ha, chỉ có quay ngồi ăn không à. Nên là quay thêm cho mọi người xem thực tế, biết thêm một ngày của Ngọc như thế nào. Còn mà quay ăn không thì mình đã dành thời gian đó để mình làm clip là mình ngồi mình ăn rồi. Nên là ăn rồi cứ thấy quay ăn ngồi ăn không. Không thấy làm gì hết trơn. Đây mà mình ở Mỹ thì mà không đi làm không có tiền đâu mọi người ơi. Không có ai mà sống mà không có đi làm gì hết trơn. As you see I got all athletic, I'm gonna walk back. It's about a mile walk so okay. Shake me happy. Rồi xong. Đó vậy thôi đó. Nhưng mà phải mặc vậy chứ còn không là bằng cái bàn chân mình á nắng là đen thui luôn á các bạn, y chang như là thời tiết ở bên Việt Nam của mình vậy đó. Hả, đội nón vô. Sẵn sàng chưa? Đi thôi. Sẵn sàng. Ok baby, you show me where to go. Go to Coral Ridge and go straight down. Xe bây giờ là cho mướn hết trơn. Nên là bây giờ còn có một chiếc xe này để chạy à. Turn left. Turn left. Rồi cái nên là đi đâu giờ có hai vợ chồng có một chiếc xe một. Nên là bây giờ Ngọc phải chở anh đi tập thể dục. It's right next. Rồi cái Ngọc với mẹ đi công việc. It's right next to the nail salon that likes to purchase. Oh my god, she went to Saffron. Right now? Yeah.
She just called me this morning. Oh, we're going right there. Go so, number. So should we go back? Yeah, go back and bring your tooth out. Cái chỗ của ảnh là nó gần cái tiệm làm nail chị kia chỉ mua hai hộp dĩ hoa nghệ tây á. Chị mới gọi con cái thì hồi nãy bây giờ phải quỳnh lại để lấy hai hộp dĩ hoa nghệ tây để có gì đưa chị luôn. Gửi luôn khỏi mất công xếp ha. Xếp mất công 2-3 ngày. Ơ mọi người thấy không? Rồi ok, vô chạy vô lấy hai hộp dĩ hoa đây, put it in a box, the small one, and then give it to her. Okay. Đó. Anh nói cái mình mới nhớ ra chứ còn không rồi nó nãy giờ đi lưu bu cái quên luôn. Ok. Mở cửa ra. Rồi chạy vô nhà luôn cho nó lẹ luôn đi chứ còn chạy. Ba's gonna be like what the come back again. Rồi ok vô lấy. Rồi ok xong chưa? Ủa mẹ đi đâu nữa rồi? It's okay. May went in her room. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị chuyển tiền qua thì chị có thể chuyển cho em qua Zelle, Venmo hoặc là check hoặc là đọc thẻ cho em cũng được. Ồ vậy thẻ ha. Okay. Đọc thẻ ha. Dạ rồi ok. Ok. Rồi cái một chút nữa một chút nữa em ship qua cho mình thì cỡ chừng khoảng từ 3 tới 5 ngày tới hả chị ha. Ok. Ok. Dạ rồi em cảm ơn mấy chị nhiều. Dạ không có gì. Dạ em chào mấy chị. Dạ. Bye. Bye. Đó các bạn. Cứ miết vậy đó, cứ gần chạy xe là cái nghe điện thoại, chạy xe cái nghe điện thoại. Một mình Ngọc mà có một mình Ngọc là người tư vấn, một mình Ngọc là người nhận tiền, nhận đơn, nhận làm hết tất cả mọi thứ, đây là Ngọc lái xe, Ngọc cũng phải nghe điện thoại, bởi nhiều lúc nhiều biết là nó không có an toàn đâu đó. Bữa nay nó đi học nhảy là học trở lên đây đâu mà bạn. Nghe hả? Mấy giờ đi con? 5 giờ. So you turn straight into the parking lot. Yeah, I see it. Cái chỗ của này là trước cửa Costco. Là gần Costco mình đúng không nè? Tại vì đi Quynh đi gần, tại vì á hả, chỉ muốn tới nhà mình lấy mà mình không biết khi nào mình có nhà. Đó nên là nó hơi khó, nên là chỉ gần mình, cách mình có 4 phút nên thôi. Mỗi lần chỉ mua nên con kêu đi Quynh hoặc là có rảnh cái mình đi đưa ngang, mình đưa cho chỉ luôn. Chứ để mà chiều chỉ ghé lái cho mình không có nhà đâu này kia mất công quá phải không? Rồi ok. À, đi Quynh ngay chỗ, trời ơi, chị sát bên luôn ha. Right next to Eagle Spa. Tiệm nail của chị nè. Rồi bây giờ mẹ đi ra rồi, đi Quynh ra. Tiệm nail nè. Chỗ của chồng Ngọc ảnh kế bên luôn á. Ok, bye baby. Bye baby. Bye con. Bye bye. Ok, thôi đi ngoài. Rồi bây giờ là chạy tới nơi công chuyện xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chợ, chở mẹ đi chợ Hàn Quốc. Mà đi chợ nào thì để coi điện thoại cái đã. Đây nè, được cái là có ai mua cái gì là người ta thông báo order lên cho mình hết ở trong email, là Ngọc nhận được hết trơn. Cô chú anh chị mà đặt hàng ở trên website là mua cái gì Ngọc biết hết. Rồi để coi coi. Giờ đi chợ có 3 cái chợ Hàn Quốc lần mẹ. Nghe hả? Rồi giờ mình đi một cái chợ bên chỗ lần đầu tiên đó mình đi. Còn không biết chợ nào lớn hơn, chợ nào tốt hơn nên là không biết đi cái nào, thôi đi đại ha. Từ đây đi tới cái chợ đó là cũng 30 phút lái xe. Hoặc là ngay chỗ này thì tới 35 phút lái xe là cái chỗ bữa mình đi nè. Hoặc là thôi đi chỗ mới đi. Đi chỗ mới đi chơi thử đi. Cho biết có gì ha. Ok. Đi trên cái Facebook page này đi. Ok. Rồi, xong rồi cái đi về, cái tranh thủ về, tại bây giờ 11 giờ rồi, con mẹ tranh thủ về cái để 3 giờ đi rước con chay. Ví dụ như mà có 2 chiếc xe thì khỏe, Ngọc với mẹ muốn đi tới giờ nào về cũng được, chồng Ngọc anh ở nhà ảnh rước con chay hay là ảnh làm gì ảnh làm. Hôm nay phải tranh thủ về để còn hàng order mình cần phải đóng ra ngày hôm nay. Rồi đi rước một chay nữa. Nên là mình đi 30 phút, về 30 phút lần tiếng đồng hồ, rồi mình ở chợ đúng 1 tiếng đồng hồ là 2 tiếng đồng hồ nữa là mình về. Là về tới nhà là bây giờ 11 giờ rưỡi. Về tới nhà là khoảng 1 giờ rưỡi, 2 giờ là ngon rồi. Là kịp. Tất cả mọi thời gian, mọi cái là Ngọc sắp xếp trong đầu hết, là cái nào để vô kịp thời gian các bạn. Bữa nay là hơi vội vã cho mọi người chút xíu, tại vì một ngày của Ngọc là nó vậy đó. Còn mà ngày thường ngày mà nấu ăn uống thì thấy nó hơi relax, nó hơi cái video nó rất là ấy ha. Nhưng mà Ngọc hy vọng cái video clip này sẽ mang đến cho mọi người một cái gì đó rất là tích cực,
một cái bận rộn của công việc thấy, rồi thấy sự thật của gia đình sự thật ngày. Đó, của mỗi ngày đó mỗi còn chứ không là mà chỉ cần đi chợ về cái mẹ nấu món gì cái quay cho mọi người coi đi chợ mua gì rồi cái bắt đầu mẹ nấu cái đứng nấu thì nó quá bình yên rồi đúng không. Đây là những thứ bộn bề, đúng là người ta dùng cái từ mà bộn bề của cuộc sống mày ha, bộn bề ở sau lưng đó. Ở sau lưng cái video luôn. Ba ở nhà thì hôm nay là sẽ nhận được một cái món hàng này, là ba là một người ở nhà rất là được luôn, bởi vì mỗi người trong gia đình là đều có một cái công việc làm, tại vì Ngọc không có nhà là thí dụ như ba hàng có ship tới cần chữ ký là ba sẽ là người ở nhà đấy cái chữ ký đó, nhận hàng đem hàng vô. Dạ alo. Dạ hello. Dạ em chào chị. Có phải Ngọc không? Dạ đúng rồi chị. Dạ hả? Bên Mỹ phải không? Dạ đúng rồi chị. Dạ, tại chị thấy ở trên Ngọc có đang bán mấy cái kem á. Dạ, chị muốn em ship qua Canada cho mình hả chị? Dạ, có ship qua đây không? Dạ có, bây giờ Ngọc với mẹ là tới chợ rồi các bạn nè, vừa dừng xe đúng rồi, thôi nữa. Dạ alo. Hỏi. Dạ. Chị hỏi cái thuốc sụn cá mập bữa mà chị đang lai á, ở Việt Nam mình có không? Dạ, Việt Nam có sụn vi cá mập chị. Chị hỏi để chị mua cho mẹ uống không? Mua ở Việt Nam đó mà. Chị muốn mua trả tiền ở Mỹ rồi gửi Việt Nam hay là chị muốn mẹ chị gọi trực tiếp Việt Nam mua? Thôi để chị nói mẹ chị gọi trực tiếp Việt Nam rồi cứ chị trả tiền Việt Nam cho nó dễ ha. Rồi ok, để em nhắn cho chị số điện thoại Việt Nam rồi chị cho mẹ chị gọi nha. Ok rồi, cái gì mẹ các bạn thì bây giờ tới chợ rồi, hồi nãy giờ các bạn có tin là Ngọc đứng ở ngoài đây 15 phút để nói chuyện điện thoại với khách rồi không? Mẹ Ngọc đi vô trỏng hết rồi, bị cái tình trạng này hoài, lúc nào là hả Ngọc có chuyện có việc nói chuyện với khách là mẹ cứ vô trỏng mua shop bên trước rồi con vô sau, thì bây giờ bắt đầu Ngọc vô sau nè. Hai một cái chợ nhỏ nhỏ xinh xinh. Các bạn rất là thích quay chợ nên là Ngọc quay chợ cho các bạn coi ha. Ở góc này thì có bán gạo Hàn Quốc rồi đây nè. Ở đó thì bán nồi hấp rồi nồi cơm điện rồi này kia, ly tách rồi cũng đủ. Chỗ này có bán trà sữa luôn kìa. Trời nãy giờ nói chuyện khách các nước quá chắc lại mua trà sữa uống quá. Để coi đây có bán gì đây. Wow, có bán gà cay Hàn Quốc nè, ngon chưa? Rồi có bán ôi ôi ngon nè, trời thấy cái đó bụng. Oh my god, look, bán cái này nữa nè. Nhưng mà cái này có người ta có làm nóng cho mình không ta, làm nóng ăn mới ngon chứ còn gì thì nó cũng ngon. Ồ, chắc chê nè. Chắc chê nè. À đây có một cái chỗ nhà bán cái này có lý ha. Chicken fried chicken spicy fried, nhìn thèm quá ta. Nhìn cái đó bụng tới nơi. Chắc mua cái về nhà ăn không ta, nhìn nó bụng quá. Chê này cũng ngon nè. Đây ở chỗ bán trà sữa nè, chú bán con ly trà sữa chú ơi. Ủa chú này có bán trà sữa không ta, đâu phải order là đằng đây hay đằng kia. Nguyên dưới đây thì bán mì gói không nè, trà sữa nè, không biết trà sữa ngon không, uống đại khát nước quá. Cái này là trà sữa mới mở thôi chứ chưa bán luôn, mai mới bán. Coi potato corn dog. Ủa gì ta. Cái này cũng ngon lắm nè, nhưng mà giỡn đâu á. Nhiều 6 đồng một dĩ, là 130 ngàn dĩ á. Cái này 150 ngàn dĩ, cái này là 9 đô là hơn 200 ngàn một dĩ. Rồi đây là tất cả những cái đồ chấm của Hàn Quốc nè. Mẹ Ngọc hình như là thích một cái đồ chấm của Hàn Quốc. Coi cái đồ nào mà cái tương á, cái tương mà không phải tương ớt nha, cái tương mà chấm để cuộn với lại xà lách đồ ăn á. Cái này giờ nhìn thấy con thấy cho toàn là ớt không nè. Kiếm ở đâu cho nó dễ dễ mà không biết kiếm sao cho nó đúng. Chắc cái này quá. Phải không ta? Cũng khó rồi chứ không phải giỡn đâu nha, không có rành. Soybean paste. I think this is the one. Ngọc nghĩ là cái này á. Chiếc soybean paste này nè, là cái này quá. Cái này mà mua về sai không biết đường ăn là bỏ đó, tại vì có ai biết đâu đường ăn. Không, cái này là ớt, cái này là ớt là khác, không ăn cái này, ăn cái nào mà chắc cái này quá ha. Mua về sai cái là khổ quá.
cái này là để cái sốt này để xào với thịt bulgogi nè, cái kim chi nè, đầy đủ hết trơn các bạn ha. À cái này nè, chắc cái này quá. Bean paste nè, chắc cái này quá. Em mua thử cái tiếp này đi. Mua thử cái tiếp này. Chắc là tiếp này rồi đó. Mayonnaise, rồi những cái mà nước tương nè, sesame nè, dầu mè nè. Dầu mè mà của Hàn Quốc là số 1 nè. Theo Ngọc cảm thấy vậy á. Dầu mè, dầu hào, đồ này chứ á. Nước tương thì thôi ăn không hợp. Đây nè, đây nè, từ Hàn Quốc nhập về nữa nè. Đây là mì gói nè. Trời, đó bà ngoại đi từ nãy giờ đó. Đó, nãy giờ con nói chuyện điện thoại con mới xong đây ngoại ơi. À trời ơi, còn đây nè, có điện thoại gọi nữa nè. Mà thôi để Ngọc đang quay để chút nữa Ngọc gọi lại sao. Những cái nhà người ta làm mấy cái củ kim chi đồ này kia đây nè. Ớt tỏi bầm sẵn nè. Mấy cái cá khô nè, 8 đồng hộp. Mấy con cá cơm nhỏ thiệt là nhỏ nè. Chả cá đồ rồi kia đó. Nè ngoại nè, con nghĩ là cái này là cái mẹ muốn nè. Cái này mẹ nói á, để về để cho ăn với xà lách với lại với thịt đó. Chứ không phải cái hộp vuông hả? Con nghĩ cái tiếp đó, cái tiếp đó nó nhỏ hơn mình, con sợ mình ăn không hợp. Nên mua cái tiếp nhỏ, còn có gì mà mốt mình lên đây mình mua thôi. Mấy cái này là bột để chiên giòn nè ngoại nè. Có cần bột chiên giòn hay gì thì đây là bột của Hàn Quốc nè. Cơm. Cũng có lý hả? À, mày thích thì mày mua. Này này củ cải không? Đúng rồi, củ cải. Củ cải kim chi đó. Này là đậu hũ trắng hả? Phải không? Đúng rồi, đậu hũ trắng. Mẹ mua bóp cải xanh. Với mấy củ khoai môn về nấu chao, có con gà, nhà có con gà mới mốt để nấu chao. Gà nấu chao hả? Thường thường vịt nấu chao mà nay làm gà nấu chao hả? Làm gà. Rau nè. Bên đây thì có bán rượu soju. Bán bia. Lê của Hàn Quốc. Lê. Cái củ này nè, Hàn Quốc ưa ăn nha. Mà không biết Ngọc không biết củ này để làm gì luôn các bạn. Chắc để nấu nước súp đồ quá. Canh rong biển nè, nếu mà mình muốn mua. Bên đây là bán nước ngọt ha. Bán nước ngọt nè. Bán bia nữa. Quá trời bia ha. Rượu sô chu ha, rượu có nhiều loại gia vị vị nè, dâu nè, trời, rượu sô chu có vị măng cục nữa. Hôm nay là vị peach, là trái lê, trái peach là trái trà đào, táo nè. Rượu sô chu này chắc vị bình thường, rồi có vị dứa nữa cha, dạo này làm ra nhiều vị dứa. Kính thưa các loại xúc xích của Hàn Quốc nè. Nhìn cũng ngon, giờ fish cake với cumin hả? Cái gì đây, cái này là cá, này vị cá, còn cái này là vị cá mà trong có phô mai ở trong đó nữa. Con chay mà phải gì nó biết ăn, mấy cái này mua về cho nó ăn. Cái này là cũng là cái bịch nước sốt nè, nước sốt để làm tteokbokki á, chả cá nữa nè, rượu lựu nè, rượu gạo nè. Mua mấy bịch bánh này về ổ lộn, mua mấy cái này về làm ăn ta. Cheese, phô mai trong này hot and spicy and sweet, là ngọt, là cay với ngọt. Còn cái này là cay, xé gió. Còn cái này là có phô mai nè. Cái này sao chảy thành con nít ở đây không, bể lẽ cho con nít ăn. Cái này chắc vừa mì với lại vừa tteokbokki á. Mua về đi. Nè, mua này về ngoài. Bánh gạo không ngoài, mấy cái bánh gạo đồ này kia mà chưa làm hết nè. Cái này nhìn cũng ngon nè, này cũng ngon nè. Sữa dâu của Hàn Quốc nè, sữa dâu của Hàn Quốc nè. Không biết chay thích không, biết thêm chay thích sữa chuối. Nguyên một cái kệ đầy kim chi nha, cần mua kim chi về ăn nữa. Chắc mua hộp này thôi, mua kim chi về ăn ngoài này hả. Cái này đừng cởi coi nè, của Đài Loan. Giờ người ta làm xong ta đóng hộp luôn nè, Made in Korea Premium luôn nè, đem từ nhập khẩu từ bên Hàn Quốc qua luôn á. Nhìn thèm hả mẹ ha. Đó, mấy cái loại này để nấu súp nè, kim chi đó, cũng kim chi luôn nè.
cái này là loại nước uống nè, con chay này nó ham vậy đó. Ồ nó ham cái chai nước mà ấy á. Rồi trong đây có bán gì không? Ồ sườn nè, bạch tuộc xào nè. Nhìn ngon vậy, Korean baby sweet tteokbokki hả? Có này coi. Mua thử bịch này coi. Con này gì? Bulldog chicken này là gì? Này là không lẽ hộp sườn có sườn trong đây sẵn là về chỉ lấy ra ăn thôi hả? Còn cái này là có trong đây sẵn về chỉ cần nấu lẩu thôi nè các bạn nè. Ồ còn cái này là cua giống như cua lột á. Cua lột mà. Còn này là gì? Spaghetti noodle. Mì tương đen hả? Còn này cơm. Đây nè, đây là bán chỗ bán mì nè, có bán phở tươi luôn nè, có bán mấy cái mì của Hàn Quốc, có bán mì udon, có bán bánh canh của Việt Nam. À, tất cả những loại bánh nè, trời ơi, đây nè mẹ nè, bánh này nè. Bánh vào bữa con thích đó. Đó, rồi trong đây mấy cái hàng đồ ăn giặt của Hàn Quốc. Như là hả khô mực nè, nhập khẩu từ Hàn Quốc qua nè. Khô mực cay, khô mực không cay. Bánh tráng, nguyên một bề bánh tráng. Đây, con bà cô chú là khó ăn bịch này lắm. Này của Hàn Quốc nè. Rồi cũng khoái ăn cái bịch dưới này lắm. Vô đây là chạy vô mấy cái hàng này. À nó thích ăn cái này lắm nha. Không ta. Không cái kia. Cái kia. Cũng là cái popcorn mà là cái kia. Trời ơi sao mua kẹo này chắc khoái dữ á. Nhà quá trời kẹo rồi. Ở đây là có nè, bánh nè. Tủ này là bán kem nè. Đúng rồi, cái này để chân bò nè ngoài nè. Hay ghê không? Cái này mà ăn là béo dữ lắm. Ôi mẹ coi thịt người ta để kìa. Ôi thịt người ta để kìa. Quá ngon không, để mình mua về mình nướng ăn. Còn thịt này là người ta làm mà đông đá hết rồi, ướp sẵn rồi. Nguyên một vàng này là chỉ dành cho rong biển thôi, tất cả các loại rong biển. Đây là cái quầy mì gói nè. Quá trời những loại mì gói khác nhau luôn. Không biết dọn ăn loại nào luôn á. Nhiều quá, mì cay. À, mì udon nè. À mua mấy cái mì udon này mua mốt về mà có mà kẹt kẹt không có đồ ăn có cho con chay ăn. Ôi trời. Người ta sản xuất phở của Việt Nam mình luôn nè các bạn nè. Trời đất ơi. Đó. Em mua mấy gói phở luôn. Thử coi. Tùy udon với phở. Không có cay. Nông Shin này thì ưa cay cay lắm nè. Chứ còn sợ mì udon chắc không cay đâu. Mua mấy cái gói đó với phở rồi này kia. Nè mì udon nè. Nhưng mà udon này là chắc udon tươi hơn. Mấy bịch mì udon nữa nè. Còn japchae là bịch miếng ở trong đó kìa. Rồi mới thử mấy bịch này cho ăn chay ăn. Các bạn có biết bia này bia gì không? Này là bia nè, bia ông địa. Hả? 6 chai. Cái này thật sự chưa khỏi gọi là chợ, cái này giống như tiện ích vậy. Bán tập quá tiện ích rồi kia. Chứ không phải gọi là chợ. Mỗi cái thứ chút mà cũng có, nhưng mà cũng chút vậy đó. Wasabi nè. Đó, wasabi cũng có nè. Wasabi cây nè. Rồi ok, giờ là em chặt được rồi nè. Rồi bây giờ chị nhắn qua cho em tên với lại địa chỉ của chị nha. Em để em coi còn không, để coi chị ở Massachusetts. Em mất cái địa chỉ đó rồi, nhắn lại giùm em đi rồi giờ em lưu lại nha. Đúng rồi. Dạ rồi em nhắn qua cho chị hết rồi đó. Ok, thank you. Dạ thank you chị, em chào chị. Bà mà chị. Rồi bây giờ là Ngọc với mẹ đã xong ở chỗ này, nhưng mà thật sự cái chỗ này á hả, đồ đạc cũng không có nhiều mẹ ha, không có nhiều gì hết trơn. Thịt cá đâu có đâu, này giống như tiệm tạp hóa chứ không phải tiệm bán thịt thà thôi, qua bán đồ đông được không à. Bán cái mì đói bụng quá, đói bụng quá nên là Ngọc mua một cái này ăn cho nó tiện, chứ mà ví dụ như nãy mà mua mì hay là mua qua cánh gà đồ này kia nọ thì á hả ăn á hả không có nó thanh giấy đồ này kia nọ. Cô cái này ăn mẹ có miếng xào cũng ngon, cũng ngon hơn. Con thấy rồi, con thấy miếng xào rồi, nó là chắc chê đó. Xin mời cả nhà ăn giặt nha. Mời ăn giặt. Giặt với hai mẹ con.
phân cho đỡ đó xong tại tiếp cái bụng đó. Ở đây chim ăn con miếng đông đông mau đói lại. Ở trong đây có thịt nè. Nó nó sẵn trở là khách hàng luôn. Học mới vừa sức chống nắng thêm vô cho mặt của mình đó các bạn. Tại vì chống nắng á là khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là các bạn phải sức một lần. Còn á áo á mà Ngọc phát cái áo này vô nè để lái xe á, cái tay mình nó đỡ bị đen mà Ngọc không có mặc vô nguyên cái Ngọc chỉ phát ở trên thôi. Rồi ok. Uống miếng nước nữa. Gà speo vô. Gà speo vô là mình xuất phát đi thôi. Tìm địa điểm. Mới vừa bán được con thêm con hơn gì Boogie đồng ngoại nè. Tin nhắn hiện vô điện thoại là mình thấy hết rồi. Tiếp tục qua chợ tiếp theo nè các bạn ơi. Chợ này thì bữa ông mới quay cho các bạn coi rồi. Giờ đâu còn gì đâu nữa coi. Giống nhau chỉ có thấy cái này lạ lạ nè. Cái gì khổ qua mà màu trắng. Còn khổ qua này tròn tròn quay à. Khổ qua thường thường mình thấy vậy không à ha. Cái này lạ nè. Khổ qua màu trắng nữa mẹ. Rồi bây giờ cô cho con cái zip code nhà cô. Con cảm ơn con chào cô. Dạ. Cái thương không nói chuyện không nghe giọng con là cô ấm lòng vậy thấy thương không? Nói nghe thương. Tức ruột không? Thân thiết dễ sợ. Rồi bây giờ thì Ngọc phải ship cái hộp UPS này qua tới Canada cho khách của Ngọc. Bây giờ là 1 giờ rồi, chạy xuống một cái chợ nữa là tới 1 giờ rưỡi. Đi vòng 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 đi shopping ấy xong rồi chắc sẽ ghé vô đón chay về luôn. Tại vì 3 giờ là chay đi học ra rồi ông bà cô chú. Nên là không có thời gian để về bỏ đồ đâu. Chạy thẳng nó rước chay về luôn xong mình vào về cái nhào vô là nấu ăn luôn á. Nấu ăn xong rồi làm video luôn á. Nhà Ngọc mà thứ đó mà thật sự rảnh á là sau khi mà Ngọc edit video clip xong là tất cả mọi thứ xong hết rồi cái là hẹn giờ là tới tới giờ là cái bắt đầu là tự động cái đó nó lên ở trên YouTube luôn. Rồi xong mà bắt đầu á xong cái đó xong rồi là cái bắt đầu là Ngọc sẽ bắt đầu nghe điện thoại của khách cho tới chiều. Chứ còn mà sau 3 giờ là không có còn đóng hàng gì được nữa hết trơn á. Cái người ở trong bưu điện người ta đã tới lấy hàng đi. Và mình muốn làm gì thì phải chờ tới ngày hôm sau mới bắt đầu đóng hàng đi nữa. Nên là từ sau 3 giờ trở xuống là chỉ có nghe điện thoại và nhận đơn thôi để ship trong ngày hôm sau. Trời ơi mẹ coi chiếc máy bay kiện mẹ. Bay đó hình như là bay chiếc máy bay cá nhân hay sao á. Cánh bự dữ mà. Đó các bạn thấy là từ nãy giờ các bạn ngồi xem video thì thấy một ngày của Ngọc với mẹ với cả nhà như thế nào. Hồi nãy có một cái món hàng ship về tới nhà ba là người ở nhà nhận rồi đó mẹ. Tới rồi hả con? Tới rồi. Con thấy email à, con mỗi lần mà hàng mà tới thì sẽ gửi cho mình một cái email. Và email nó sẽ báo cho mình biết là món hàng đó đã được giao tới. Là mình sẽ biết được là mấy giờ tới chưa đồ này kia vậy đó. Là gọi thoại gì cho ba hỏi ba nhận được hàng chưa, cái ba nói rồi, nhận được rồi. Hoặc là có người nào mà tới nhà Ngọc cái là có cái camera thông báo cho Ngọc liền là có bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa nhà bạn. Là cái mình bấm vô là mình thấy cái người đưa thư đưa đồ tới là mình biết người ta tới, người ta đưa cái gì hết trơn. Giờ công nhận cái thời hiện đại quá mẹ ha. Quá trời hiện đại luôn á. Con ở bên Việt Nam mà con nhìn con còn biết là để chay cho chồng Ngọc đi ra đi vô làm sao, chay nó đi ra nó chạy tới chạy luôn làm sao luôn. Nhiều lúc mà Ngọc đang đi ngoài đường á, cái con chay nó nhà nó mở cửa ra, cái Ngọc bấm lên cái máy Ngọc thấy nó, Ngọc kêu chay chay hello chay. Cái nó hết hồn đó, nó còn hello mẹ. Đừng có giỡn với mẹ nghe, mày thấy hết á. Không nói thôi. Cao phôi đa này công nhận mẹ lớn ghê mẹ ha. Đi hoài còn hoài luôn. Đó các bạn coi kìa, học sinh tan học gì kìa. Mọi người chỉ đi xe đạp, còn người thì có ba mẹ đón về, còn người thì tự đi bộ về. Quá trời, không thấy đi xe gì trơn. Học sinh tan học ra thì bắt đầu ngoài đây là kẹt xe. Đó, đang dừng đèn xanh đèn đỏ kẹt xe đây nè. Trời ơi, các em học sinh học đông nó sợ, bữa nay mới thấy mới biết à. Hôm nay mẹ ra mẹ mới thấy học sinh đi học ha. Nên là nãy là chồng Ngọc vẫn đi về xong rồi cái cô
còn order đồ này kia đó, là cái anh về hết là anh ship ra hết cái order luôn rồi. Thì Quynh vừa đem cái order cuối cùng ra là cái chú đưa thư tới lấy luôn mà. Vậy là cũng kịp cái order trong ngày hôm nay, đi hết cái order. Ngọc là cục, Ngọc không có thích giữ trữ lại order, ngày nào là phải xong hết ngày đó. Mình cũng mong gửi sớm. Không có, khách mua là phải cho hàng đi ra liền chứ không có giữ lại chi hết trơn. Vậy từ hồi 7 giờ tới giờ, bây giờ là ngủ gáp rồi đó. 5 phút nữa chạy tới nước chay chay cho ông bà cô chú coi chay chay nha. Bà cô chú video mà không có chay chay, bà cô chú buồn lắm. Sáng dậy là cũng livestream với mẹ rồi á hả, rồi đi học đó chứ, mà lúc đó livestream nên là không có, có quên mở cái máy lên quay cho ông bà cô chú coi. Chứ sáng là cũng livestream mới trên livestream được. Sáng thức dậy cũng phụ livestream với mẹ bán hàng. À, sáng trước khi đi học, lúc đi học phải phụ livestream bán hàng chứ mới đi học chứ. Mới có tiền đi học chứ không đâu có tiền đâu đi học. Bà cũng nghe lẹ, chạy thẳng một đường này là bắt đầu trường chay là nằm bên trái, nói chung đường cũng dễ đi lắm nha. Rồi ông ngoại không biết sáng giờ, rồi ông ngoại ở nhà rồi có biết đưa đường lấy đồ ăn ăn không biết. Sáng nay mẹ trước khi đi là mẹ dặn rồi, anh ở nhà là có cái này cái kia nọ rồi, em cứ đi đi yên tâm, ở nhà để đó anh lo. Không biết sáng giờ mới ăn uống gì chưa. Chồng Ngọc thì sáng nay quất tô cháo mẹ, trước khi mình đi là đi Quynh quất tô cháo rồi. Về về chắc mẹ cũng phải nấu mà miếng cháo, nấu nồi cháo để từng nào tối ăn ăn hoặc là đói ăn hoặc là sáng ăn ăn. Mai là mọi người đi với Ngọc là chung suốt một cái hành trình luôn á ta ơi, từ 7 giờ sáng thức dậy đây stream cho tới giờ luôn á, mà giữ không 7 giờ 7 giờ tới 7 thì còn 8 tiếng đồng hồ hả, 7 giờ tới 3 giờ chiều đó, rồi về nhà bắt đầu quay video, làm clip gì cứ quay video quay. Xong mới Ngọc ngồi ngồi quay clip 1 tiếng đồng hồ nữa rồi cái đăng lên, rồi cái bắt đầu chơi với chay, trả lời tiếp tục trả lời điện thoại với khách, rồi nhận order, rồi tiếp tục làm gì nữa làm. Mình một ngày mình đây nói chứ không có ngủ trưa ha. Không, đây không có ngủ trưa các bạn ơi, Mỹ là không có ngủ trưa nha. Mỹ là không có ngủ trưa đâu, không có giấc ngủ trưa đâu, ai cũng đi làm mới ngủ, ngủ buổi tối thì được nhiều ngủ, còn không là hết ngủ. Giống như Michael đó bà, một đêm ngủ có 3 chứ ta 5 tiếng đồng hồ chứ mấy. Ban ngày phải làm việc suốt hả? Làm việc suốt. Đó mọi người đi với Ngọc và mọi người coi mọi người có mệt không? Sáng giờ nội chạy lấy xe đi đây đi kia, Ngọc cũng nhận được một mớ order nữa. Các bạn thấy mẹ đi vô chợ trước chứ còn Ngọc lúc nào cũng mẹ con vô trỏng mày mua gì mày mua đi, còn con đứng đây con nói chuyện với khách hàng xong nữa. Mà trong lúc mà đi vô chợ rồi cũng có khách hàng gọi cả ngày vậy đó, cứ bận kệ cuộc sống mà. Vậy mình hưởng ruộng vậy có vui chứ, không bán hàng bán hàng mà không ai gọi thôi. Buôn bán mà có cô chú anh chị gọi nhiều vậy mình bận rộn vậy mình mới vui mình mừng. Gọi mà nói chuyện thấy thương nữa mà hả? Trời ơi, cô nghe được cái giọng con cô thương ghê. Gái kêu bạn gái không? Bạn gái không à? Có cô gọi mua hàng mà cứ kêu con gái không, cô thương con lắm luôn á. Nói nghe dễ thương không? Mẹ ngồi kế bên mẹ thấy người ta thương con mình nữa hả? Ông bà cô chú thương con mình mẹ cũng mắc ruột. Chứ sao? Không có để con mình ở trường. Rồi ok, bà cô chú thấy cái tấm kiếm nào? Tấm kiếm đó là có cái biểu tượng trên cái áo của chị chay đó. Chị bữa đi xe vô sinh nhật kìa. Ừ, đó bạn chị cười mẹ. Ai có cười mẹ không? Đó. Mẹ. Bạn con kìa. Cái thứ là chị với tôi. Ừ. Bye bye chơi. Bye chơi đi, chơi đi, say bye bye. Bye bye. Bye. Đó, bạn chơi đó. Bạn chơi nè, ông bà cô chú. Rồi, ok, ok chưa? Hello con. Con hello đi. Trời ơi, con đi học sáng dần sao trời? Hả? Sáng con rửa cái áo. Rửa áo gì? Trời ơi, rớt dưới đất rồi lấy cái áo chùi lên rồi lụm lên chùi áo. Lụm lên chùi vô áo mà nó nói mẹ con rửa dưới áo. À, con đi học sáng giờ vui không?
Dạ có hả? Giỏi. Nó đang ăn hết cái bánh luôn ngoại. À, hết luôn. Quá, giỏi luôn. Ăn không còn chừa gì luôn ngoại. Nhưng mà giờ con còn đói bụng á hả? Ừ, ăn quá hay luôn ngoại. Giỏi quá, giỏi đi. Rồi, vậy về ha. Bữa nay có học piano không ta? Không có. Ủa, nãy em có học piano hả? Thì sao vậy ta? Thứ mấy học piano qua rồi? No, you didn't. Để mẹ coi, để mẹ coi coi cái tiền đóng tiền học piano để mẹ hỏi cô giáo coi mẹ hồi bữa mẹ đóng hình như mẹ đóng 5 tháng á. Suốt 5 tháng luôn hả? Suốt 5 tháng luôn để con bắt con công khổ quên nữa không? Ừ. À đúng rồi, đúng rồi. Chút nữa về 5 giờ ba chở con đi học nhảy. Nay học lớp mới nữa rồi ông bà cô chú ơi. Rồi có lớp nhảy đi nha, nhảy nè. Và nó đăng ký đủ lớp đủ trường nha má. Để chút nếu mà chút mà mẹ không có mệt á thì mẹ đi với con, còn mà mẹ đuối mẹ nằm thì thôi ba tự chở con đi. Từ sáng giờ mẹ đi quá trời đi rồi. Cuối cùng được về nhà rồi đây. Đây mày bọc. Đây mày bé, đây mày bọc. Để đấy. Thôi, có cái xe mà có nó thôi rồi. Thôi để chúng mình chỉ chúng ra cơm ra. Ra. What's that, Sadie? Mày bọc. What's that? Oh, what's that? I know. That's why we didn't bring the book. No, you wow, ngoài giờ ra đem đồ vô giùm. There's a lot of stuff, nhiều đồ lắm. Đi mấy cái chợ lận mà. Ông bà cô chú ơi, giờ là hiện tại bây giờ là trên cho chay ăn mì udon nè. Nha, rồi mới cái muỗng mới mua nè. Cái nĩa mới mua nè. Cái đũa này thì mua lâu rồi. Chơi thì chơi với ba 7:30 rồi. Ăn uống xong, làm video xong hết rồi. Giờ là chỉ có lo chăm chơi chơi với chơi với chơi. Cái bắt đầu tới 9 giờ mấy 10 giờ cái chơi bắt đầu đi ngủ là hết. Như vậy là kết thúc. Thì Ngọc nghĩ là như vậy là cũng sẽ kết thúc nguyên một cái video clip nguyên một ngày của Ngọc ngày hôm nay rồi đó mọi người. Mọi người nếu mọi người thích cái video clip này nhớ comment cho Ngọc một cái nè, bấm like cho Ngọc cái nè, bấm chia sẻ cho Ngọc một cái nè nha. Ngọc sẽ xin kết thúc cái video clip tại đây. Ngọc đút cho chay ăn chén này nữa thôi. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye, bye, bye con chú đi con. Say bye bye. That means bye bye. Say bye bye everybody, all the uncles and aunts. Bye bye.